Chọn xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander 1.5 AT hay 5 chỗ Hyundai Kona 2.0 AT. Trong tháng 8 vừa qua, với sự mong chờ của không ít khách hàng trong nước, Hyundai thành công chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Kona. Sở hữu ngoại hình khác biệt cùng hàng loạt những công nghệ thì Kona phiên bản 2.0 AT được xem là đối thủ không những nặng ký trong phân khúc của mình mà còn là đối thủ đáng gờm để cạnh tranh với mẫu xe Xpander 1.5 AT vừa được trình làng không lâu. Nghe qua sự so sánh này có vẻ không liên quan, nhưng nếu các bạn nhìn lại mức giá của hai mẫu xe này, chúng lại ngang ngửa nhau. Và chắc hẳn không ít khách hàng sẽ băn khoăn về hai mẫu xe này khi trong tay đang có khoảng 700 triệu đồng. Vậy trong chương trình này, hãy cùng Auto Daily so sánh hai mẫu xe để xem nên mua xe 7 chỗ của Mitsubishi hay mua xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai. Chiếc xe Xpander 1.5 AT 2018 xuất hiện tự tin trong diện mạo mới với kích thước tổng thể lớn hơn Hyundai Kona 2.0 AT. Hai mẫu xe này cùng sở hữu cụm đèn định vị ban ngày được tách rời khá ấn tượng, nhưng Hyundai Kona lại có phần nhỉnh hơn với đèn pha bóng projector, còn Xpander là đèn halogen. Nhìn trực diện, Xpander 1.5 AT trông hầm hố và bề thế hơn khi sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, còn Hyundai Kona 2.0 AT lại theo phong cách định hình đơn giản với bộ lưới tản nhiệt hình lục giác dạng tổ ong, tạo cái nhìn rất thể thao. Cả hai chiếc xe đều được trang bị gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Tuy nhiên, Hyundai Kona 2.0 AT lại nhỉnh hơn nhờ bộ mâm 17 inch, trong khi Xpander 1.5 AT sở hữu bộ mâm 16 inch. Xét về không gian nội thất thì Xpander đương nhiên sẽ là mẫu xe chiếm ưu thế nhờ chiều dài cơ sở 2.775mm, áp đảo Hyundai Kona với thông số 2.600mm, nhưng phải nói là hai mẫu xe đều có khoảng để chân khá thoáng. Có rất nhiều ý kiến khách hàng sau khi nhìn ngắm phần táp lô của hai mẫu xe thì đều dành lời khen ngợi cho cả hai vì hai mẫu xe này đều sở hữu cho mình lối thiết kế độc đáo riêng. Tiến vào hàng ghế thứ nhất của cả hai mẫu xe, chúng ta có thể thấy ngay vô lăng ba chấu bọc da với các phím chức năng cơ bản, nhưng Kona thực sự đáng được chú ý hơn khi được trang bị nút Drive Mode với 3 chế độ lái. Xpander 1.5 AT và Kona 2.0 AT đều sở hữu cho mình hệ thống điều hòa điều chỉnh cơ. Xpander có 4 cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, còn Kona thì không. Hệ thống thông tin giải trí trên hai mẫu xe đều được trang bị khá đầy đủ. Với dàn âm thanh 6 loa, Xpander 1.5 AT còn sở hữu các thiết bị khác như đầu DVD, radio, cổng USB, touch panel và tính năng thoại rảnh tay. Kona 2.0 AT sở hữu những trang bị hiện đại hơn, làm màn hình cảm ứng 8 inch, Akamix Audio System, Apple CarPlay, kết nối Bluetooth, sạc điện thoại không dây, hệ thống định vị dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam. Xét về khả năng vận hành, dưới nắp capo của Xpander 1.5 AT là khối động cơ 4A91 1.5L Mivec DOHC 16 van cho công suất tối đa 104 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Kona 2.0 AT lợi thế hơn đối thủ khi sử dụng khối động cơ 2.0L NU 2.0 MPI, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực, mô men xoắn cực đại 180 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Mitsubishi còn trang bị cho Xpander 1.5 AT treo trước độc lập với lò xo cuộn, treo sau dạng thanh xoắn, còn Kona 2.0 AT là treo trước độc lập, treo sau dạng thanh cân bằng. Xpander 1.5 AT và Kona 2.0 AT cũng được trang bị những hệ thống an toàn như chống ống cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử EBD. Mặt khác, chiếc Hyundai Kona 2.0 AT chiếm ưu thế hơn khi có 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC. Nhìn tổng thể có thể thấy Hyundai Kona 2.0 AT dường như đang lấn át Mitsubishi Xpander 1.5 AT từ tiện nghi, vận hành cho đến hệ thống an toàn. Tuy nhiên, nếu là một khách hàng thích sự thực dụng và cần một chiếc xe có tính thương mại thì Xpander 1.5 AT luôn là lựa chọn rất đáng được cân nhắc.